Alo anh em, tiếp tục giao máy nha anh em. Nay chiều mưa, em này về Kon Tum nha anh em, cũng gom Phan Tấn chân 70, động cơ Isuzu Nhật nha, 2.8 turbo. Dạ em nói về Kon Tum nha. Nay đi hai chiếc nha anh em, một chiếc cuốn gom với một chiếc máy cày. Trời đang mưa luôn nha anh em. Đang mưa bão luôn. Hôm nay trời mưa là lên máy, trời mưa là mà về mà ăn giàu luôn nha. Chúc mấy anh trai về mà ăn phát tài. Chân 70 động cơ Suzuki nha, 2.8 turbo bảo dưỡng lại về Kon Tum. Ngoài Gia Lai luôn nha anh em. Con này thùng liền, đời chắc khoảng 2019 nha, không biết nhà em nhớ đời mấy. Gỉ lên được không? Này cũng gom 70 nha anh em. Về Kon Tum cho hai anh trai này đây. Anh trai này cũng vô tới chỗ coi máy luôn. Bảo dưỡng qua nay cũng 2 ngày, hôm nay mới xong. Chân 70 động cơ Suzuki Nhật, máy cũng còn liền lắm nha. Mưa gió cho em nó lên đường luôn. Ở bên kia còn một con 518 về Khánh Hòa, Bình Thuận chứ, chuẩn bị lên nữa. Chúng mấy anh trai làm ăn phát tài luôn nha. Mưa bão nha anh em. Và anh em mình có cần máy cứ liên hệ em. Các dòng máy cày máy gặt hoặc là máy cuốn gom thì có đủ hết. Con này giá hơn 200 nha, chân 70. Về thành phố Kon Tum. Tháo cái mùi ra lên xe nha anh em. Chiều nay cũng được hai chiếc, chiếc cuốn gom với chiếc máy cày, chiếc 518. Anh em mình có cần hàng có liên hệ em, cuốn gom vẫn còn hàng nha, còn mấy cây chân 70 đẹp không à. Gieo quá hả? Con này có bảo dưỡng hay làm số làm chân nào lại nha em, đạn bi kiểm tra lại ok hết nha. Hai anh khách này cũng là dân xe máy, cũng sành máy lắm. Máy cày em còn nhiều lắm nha, một kho còn mười mấy 20 chiếc á. Anh em có cần máy có liên hệ em, từ 3.000 đến 7.000 có đủ. Thả xuống luôn đây, thả xuống luôn đây.
Rồi anh em mình có cần máy cứ liên hệ em nha. Ai được hai em máy cuốn gom này về con tâm chuẩn bị 10 động cơ Suzuki Nhật 2.8 turbo nha. Cảm ơn trai ở xa đã xuống ủng hộ cửa hàng, hy vọng anh trai làm ăn phát tài nha, sắm thêm mấy cây nữa. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm nha.